Hello, xin chào quý anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ. Thì hôm nay chủ nhật, một cái lô xe mô tô mới về thì mình sẽ cập nhật cho anh chị và các bạn ha. Địa chỉ vẫn là 64 Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Minh 2, Dĩ An, thành phố Dĩ An, Bình Dương. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì con Phong sẽ hỗ trợ giới thiệu, mời Phong ạ. Ok. Đây, quên quên đúng mic. Chào anh em ha. Giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua vài mấy cái mới về ngày hôm nay đã. Con đầu tiên đi, XR này. Anh em hỏi XR rất nhiều, hôm nay mới có hàng. $2,700. Biển số Tiền Giang. Con này nhớ hình như nó nằm ở Mỹ Tho, Tiền Giang thì phải. Ồ, đẹp quá. Ta này đang rửa này anh em. Rửa xà bông như thế này cho mày vào thôi. Mới như xe mới. Mấy cái xe này thì về cái chất lượng của nó thì khỏi suy nghĩ rồi. Đấy. Em nhìn nhá. Cái nước nó như thế này mà. Mày cứng luôn. Này nó lên được cái rổ này, nó đổ lại cái yên này nó cao. Đúng rồi, độ cái yên. Nếu mà anh em nào chiều cao không tới mình nhảy hạ bát phục đó. Đúng rồi. Em nhìn này, nó mới về nó mới như thế này á. Con này thì sẽ để cho anh em là 69 triệu. Bao nhiêu? 69 triệu. 69 triệu. Ừ. Ok. Màu đen này mình đảm bảo là cực hiếm luôn. Bây giờ ra tìm không ra đâu ngoài kia đâu nha anh em. Chờ tí nhé. Rồi. Con này là MDX. Con này cũng dữ nè. Ồ, con này độ nhiều dữ anh. Rồi. Đồ chơi mênh mang nha. Mà đi có 3.000 cây à? À 3.000 cây. Đúng. Anh em nhìn ha. Bảo vệ heo này. Đóng đổ này. Đấy, trong đổ bảo vệ phuộc này. Vàng khè hết nguyên xe. 3.000 coi. Biển Tây Ninh. Nhưng mà mẫu này mẫu cũ mà. Mẫu cũ. Đèn tròn mà mới cứng à. Nhưng mà giá không rẻ thế nào đâu. Không. Cái con này, mà đi để cho 3.000 coi. 3.000 coi khác với con mà đi quá 10.000 coi không. Đúng. Nó đổ mấy này. Nhưng mà nó cao, cao tiền. Đồ chơi có nữa. Con này để cho anh em 32 triệu. 32 triệu nó bằng một con đèn à. Con trên kia có một con màu đỏ như này, nó chỉ có 22 thôi. Nhưng mà con đấy nó đi nhiều. Đẹp. Rồi. Bên này có MT. MT 15. Chờ 5 phút nhé. Hết xăng. Mới về dễ cả con. Hết xăng mất rồi. Đi 9.948 cây 2021. Biển Cần Thơ này thì anh em sang tên thì đâu cũng đóng 1% thuế này. Con này lên được cái gì? Ba gà. Con này để cho anh em 53 triệu. 53 triệu. Ừ. Nhưng MT còn tới 2 con nữa. Còn 4 con tất cả. 4 con à? 4 con. Rồi 15V3 luôn. Mới về chưa rửa luôn đi bộ AK. $23,000. Biển 69 Cà Mau. Xe lên được bô với chống đổ. Làn áo đẹp, xe 2020. Con này để cho anh em 39 triệu. 39 triệu. 39 triệu. Ok. Rồi, CBR Thái. Hết xăng mất rồi. Đi 18.000 cây. Con này thì đang trong quá trình rút hồ sơ anh em nhé. Máy móc thì zin nhưng mà có cái tem này đấy. Có vài chỗ nó bị bạc này, chắc mai lột bỏ ra luôn. Lâu năm. Thì tem zin nó tem zin. 22, 23. Này giá nhiêu anh? Con này để cho anh em 30. 30 triệu. Đó, CBR Thái mới về đang rút hồ sơ 30 triệu. Đi 18.000. Ok. Anh em mình vào trong con xe mới về nữa. Anh em không? Bán trong cái Ninja 4 anh em hỏi nhiều thì cũng bay còn một con à. Còn con. Con này 95 triệu. À 95 triệu. Biển số 61 Bình Dương. Đi 20.000. À đây, hôm qua anh em có hỏi con R3. R3 mẫu cũ này. Còn 3 con. 65 triệu một con. À 65. Con này đi 25.000 cây, biển số 43 Đà Nẵng. Biển Đà Nẵng này thì anh em sang tên về đâu cũng chỉ đóng 1% thuế thôi. Còn con bên đây thì nó là
rút sẵn hồ sơ cũng đi 25.000 cây, 65 triệu hết xăng. Con này đi 31.000 cây, biển Gia Lai, đều đồng giá là 65 triệu. Anh em mua góp thì chuẩn bị khoảng 25 triệu là ok. Ok. Demon này, anh em hỏi thằng Demon. Demon mà bán này bán FI nha anh em. Hình như con này FI mới bán lần đầu là tại cửa hàng luôn đó. Đúng rồi. Cái bản thường thì nhiều lắm, bản FI này thì ít. Con này chắc đời Hả? Nó có FI mà nó chưa có két nước à? Làm gì có két nước? Tưởng có két nước rồi nữa. Chưa. Đi có 3.000 cây à? Đó, Demon FI đời 2022. Biển Đồng Nai để cho anh em ở cái giá 30 triệu. 30 triệu à? 30. Hóa lỗ, tính ra ai mua con này tầm 60. Lỗ nữa. Lỗ nữa. 50%. Quá ghê gớm. 302. 302 lại quay về à? Hay là con khác? Lại về. Hôm bữa đi mà bảo nặng quá lại đổi sang GDS mà cái con màu xanh xanh của chúng ta. Máy móc êm ái ok, xe 2018, biển 76 của Quảng Ngãi. Con này thì sẽ để cho anh em là 49 triệu. Okay. Con đây nữa này, N3. N3 này thì biển số 65 Cần Thơ. Đấy, anh em đi được đúng 1 tháng tới đổi sang con Ninja 400 á. Đấy, Ninja 5cc. Em 17.000 cây, biển 65 của Cần Thơ. Con này thì sẽ để cho anh em ở cái giá nó là 65 triệu. 65 triệu. Đúng rồi, 65 triệu. Đi số đúc gầm. Vỏ này mới thay. Hôm bữa cậu này mua về thay được cái vỏ, mới đi lại được cái cây Boaka. Ok. Giá 65 triệu. Okay. Cái xe mới về thì hôm trước có con này. Hôm trong buổi live mình chưa quay kỹ này. CBR. CB150R. CB150R. Rất đẹp. Có mấy anh trai hỏi này. Biển Lâm Đồng đi 17.000 cây. Con này thì sẽ để cho anh em mặc cái giá nó là 67 triệu. Ôi. 67 triệu. Còn cái con phía bên, con bên thì giá nó có 63 thôi. Nhưng con đấy nó chạy 33.000 cây rồi. Còn con CB300R còn không? Còn đây. Anh trai nào mà hôm qua có nhắn tin cho em hỏi CB300R thì đó, có bình luận ở dưới clip á. CB300R thì nó là xe 2020 đi 8.000 cây, biển Bình Thuận. Hết xăng. À còn. Còn ra được. Rồi ok. 88 triệu. 2020 đi 8.923 cây. Leo lòng trên luôn nè. R15 với lại R15 thì số lượng có hàng ít lắm. R15 với GX. Nó cháy gần như là xả ra phát là cháy xi về cũng kịp luôn à. Sáng chủ nhật thì ở đây mình quay buổi chiều thì mình điểm danh cho anh em luôn. CBR thì cũng chống mất ít. Hai ngày đi mất 3 con CBR, còn lại có 2 4 5 con. Còn 5 con à. Hay là GSX thì bữa nay chỉ còn lại có 5 con. Ok, tí nữa mình lướt qua luôn cho anh em tham khảo luôn á. Còn R15 thì chỉ còn lại 8 con. Dạ. Biển 65 Cần Thơ 2021. Hết xăng bên. Con này để cho anh em là 41 triệu, nó đi 20.000 cây. Ok, 20.000. Rồi. Con này thì có sẵn hồ sơ này. Anh em về đăng ký thôi. Giá 38 triệu. Đi 14.000. Còn con xanh bên này biển 83. Con này 39 triệu. Đấy, 25.000 cây. Nó 39 triệu nha anh em. Bên này 44 triệu. Biển 86. Con này nó đi có 2.500 cây này. Con này chắc giờ mách nhất hả? Mách nhất. Ôi hết bình rồi. Len keng. Về vấn đề bô thì anh em không thích bô nổ thì lấy bô zin.
đây nữa. Biển 69 Cà Mau, 44 triệu. Ngàn cây 2020. Còn vàng xám 2019 thì giá của nó là 37 triệu, biển 94 Bạc Liêu. Ok. Còn đi bô sang lửa này thì đi 42.000, biển số 95 Hậu Giang. Đi bô sang lửa nhé, dàn ngoài sạch sẽ, máy móc thì zin, nhưng mà nó đi độ lại cái phần bô là một xăng và IC cái sang luôn. Giá 38 triệu. 38 triệu. Rồi, con cuối cùng. Con cuối cùng này thì biển 68 Kiên Giang. Con này 38, biển số rất đẹp luôn. Hết bình. 67 ngàn. 8866 à? 68899. À 99 à. Ừ. Lúc nãy bán con GTX với buồn cười. 5678 à? Năm biển số sảnh 5678 mà bán xong rồi. Hình như cái con đó mình tính nhớ hình như bán 2-3 đợt rồi ta. Ấy là cái đợt trước anh nhớ con có con biển số 08 mà. Ngày xưa không, bán rồi anh em đổi lại màu đó, sao lại bán lưu lạc đâu bên Đồng Nai á. Lại quay về thôi nữa. Lại quay về đây. Đợt này mất biển số. Lần này thì mất biển số bất ngờ tại vì là lúc nãy là mua trả góp và quay gói sang tên. Rồi GTX này còn có 5 cái thôi. Trời. Anh em thấy không, bốn mấy con mà bữa nay còn 5 con thôi, anh em mua tranh thủ nha. Tại giá quá mềm rồi anh em. Con này đi 13.000, biển 86 Bình Thuận, xe 2020-21 ấy. Giá có 31 thôi. 31. Còn con này cũng 31 triệu, biển 64 của Bạc Liêu, 2019. Còn bên trong thì nó là biển số Cà Mau, ABF, 32 triệu. 32 triệu. Rồi. Con màu bên trong nữa, đánh. Đi 15.000 cây, biển 64. 38 triệu, 28 triệu nhé. 28 triệu à? 28 triệu. Đấy. Còn con này 33 triệu, 33 chắc là cao nhất. Biển 68 Kiên Giang 2020. Con này đi cũng hơn chục ngàn. Ok, CVR màu cũ thì cũng còn 4 con thôi. Còn 5 con. 5 con. 5 con. Con này thì nó có sẵn hồ sơ giá 40 triệu. 40 triệu. Xe 2019. Con rẻ nhất là 35 triệu, nó là biển số Sài Gòn. Đi cũng có hơn chục ngàn cây ấy, nhưng mà nó không đẹp. Sơn lại mâm với lại không ưa cái dàn này. Đồ chế tùm lum dây. Dây dựa tùm lum ấy. 35 triệu. Rồi. Con này thì đi có 4.000 cây, 2020, biển 63 Tiền Giang, giá 44 triệu. Đấy, biển 67 An Giang, 37 triệu. Đi 30 ngàn. Đấy, còn con này đi 26.000, biển Tây Ninh cũng giá là 37. 37. Đấy. Còn cái mẫu mới hiện tại giá từ nhiêu tới nhiêu ta? Mẫu mới thì nó có cả cũ và cả mới. Thì nó đang dao động từ 53 cho đến là 67 triệu là mới hoàn toàn. Là con cao nhất, cao cấp nhất. Rồi, ok. Thì hôm nay Chủ nhật thì mình quay sơ điểm danh anh em thôi thì cũng đã hết xe rồi. Anh em nào mua thì tranh thủ thời gian ghé tới cửa hàng á. Có gì nhắn tin qua Zalo cho anh Phong. Nếu mà hôm bữa live ở khu vực này nó còn chật còn người đích không? Mà nay anh em nhìn đi, trống gần luôn. Như là trống hết rồi. Anh em nào cũng cảm ơn anh chị và bạn đã ủng hộ. Còn bạn nào mà cần hỗ trợ báo giá dòng nào thì cứ liên hệ. Rồi xin chào á. Mai thì đầu tuần mình coi thử cái dòng nào anh em hỏi thì có thể bình luận bên dưới, mình với anh Phong thì cập nhật cho anh em nha. Xin chào.